tôi sẽ hỏi nhà gái coi nếu mà nhà trai rước dâu về có đồng ý làm dâu không? Dạ. Sợ làm dâu lắm hả? Dạ đúng rồi. Thí dụ như giờ phải làm dâu thì sao? Kiểu như là em muốn là ví dụ như là làm dâu nhưng mà kiểu sống riêng á. Sống riêng. Giờ thí dụ bên kia nhà người ta có con trai một à. Ừ, người ta muốn ở chung thì sao? Mới hồn chút mặt xanh lét. Em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. À. Em xin chào chị Ngọc Lan ạ. À. Mà chào bạn nữ bên kia. Em tên là Trần Hữu Hà. Em 29 tuổi. Quê quán của em ở Bình Dương ạ. À. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bến Cát Bình Dương ạ. À. Công việc của em là em làm sale bán hàng cho công ty PepsiCo ạ. À. Rồi, mời nhà gái. Dạ con chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả. Em tên là Trần Thị Kiều Phương, năm nay 27 tuổi. Em làm nhân viên lễ tân, hiện em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình nói tới ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, ưu điểm của em là em tuyệt đối là không hút thuốc nè, vui vẻ, hòa đồng, dễ mến, dễ gần. Nhược điểm của em là đôi khi thỉnh thoảng hay quên nè. Rủ mình hẹn khách hàng này kia thôi. Dạ, thỉnh thoảng quên ở nhà đấy. Quên ở nhà thôi ha. Quên cái việc lặt vặt thôi đúng không? Dạ. Mời nhà gái. Ưu điểm của em á, thích nấu ăn, ca hát, vẽ. Ca hát thôi, giờ hát cái cho nó không khí đi. Sao thấy mới vô gặp nó buồn buồn quá. Nhà trai hát trước luôn. Dạ. Nào, em hát ạ. Ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ai đã yêu một lần đều trải qua sóng gió của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người yêu tôi đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng yên nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Em sẽ hát ạ. Đó, phải không khí rồi chứ. Hát vui đó. Nhà gái đâu rồi? Lòng ngập ngùi nói tiếng yêu anh, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xem đường bên anh, cùng ngắm ánh trăng vàng ngàn sao. Cuộc tình ngày ngào anh đã cho em, làm trái tim em nói thay. Người yêu ơi anh có biết chăng, em đã yêu rồi. Hay. Được rồi. Thử hát hay quá. Thường tình duyên của em trai sao? Dạ em người cũng trải qua 2-3 mối tình. 2-3 mối rồi hả? Cũng mới là quen giống như đơn phương thôi ạ. Ủa đơn phương thôi đó hả? Thì cũng thời gian vài tháng á, tìm hiểu mà cảm giác không thấy hợp. Coi như chưa có yêu mối tình nào sâu đậm hết trơn á. Dạ dạ. Hả? Chưa có nụ hôn đầu tiên đúng không? Cũng mới thì nắm tay bình thường thôi chứ. Có hôn đầu tiên chưa? Mình cũng có người có người không. Mình cũng có người có người không. Hôn nhẹ. Hôn nhẹ. Hôn nhẹ nhẹ rồi đó hả? Dạ. Có rồi. Rồi nhà gái của mình đường tình duyên sao cưng? Của em thì trải qua 2 mối tình. Mối đầu tiên thì chỉ là trên mức bạn bè một chút xíu. Rồi. Là cơ hội còn đi học sinh viên. Còn thứ hai là ra trường rồi được 2 năm không còn hết yêu nữa. Rồi đến ngày hôm nay thì em đã quên hẳn chưa? Dạ rồi ạ. Rồi vậy thì nhà gái đã sẵn sàng để đón nhận một cái mối tình mới rồi đó. Nhà trai sẵn sàng cưới vợ chưa? Dạ muốn lắm rồi ạ. Dạ muốn lắm rồi ạ. Muốn lắm ha. Dạ. Nếu mà có cưới liền không? Dạ cưới liền, cưới liền trong năm nay ạ. Trong năm nay luôn. Em muốn vợ mình như thế nào? Dạ biết quan tâm gia đình nè, biết lo lắng nè, chia sẻ công việc cùng nhau nè, đối nhân xử thế nè, lịch sự lễ phép. Bên nhà gái muốn lấy chồng sao nè? Dạ em muốn một người chân thành, có kinh tế ổn định. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Dạ có. Cái gì? Lăng nhăng. Em không có lăng nhăng luôn ạ. Đây không có lăng nhăng nha. Hai yêu trung thủy luôn. Với lại nhậu nhẹt. Không thích nhậu nhẹt. Dạ không có nhậu luôn. Không nhậu. Chỉ lâu lâu ví dụ bạn bè đám tiệc thì mới uống 1-2 ly. Gia trưởng. Không hút thuốc luôn ạ. Không gia trưởng. Dạ không ạ. Bên đây hiền lắm. Dạ, dạ. Có muốn cao hay thấp hay như thế nào không? Mập hay ốm? Kiểu vừa người, cao hơn em. Em cao mét mấy? Con cao mét 65. Con cao mét 65 hả? Ngang ngang thôi. Chào em. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Bên đó cao mét 65 mà tôi cũng cao mét 65 nên giờ đứng lên đo thử coi vừa không nè. Bên kia không có mang guốc cao cho nên là được. Được đúng không mọi người? Hợp lý đúng không? Vậy thì tôi sẽ hỏi nhà gái coi nếu mà nhà trai rước dâu về có đồng ý làm dâu không? Dạ. Sợ làm dâu lắm hả? Dạ đúng rồi.
Thí dụ như giờ phải làm dâu thì sao? Kiểu như là em muốn là ví dụ như là làm dâu nhưng mà kiểu sống riêng á. Làm dâu mà sống riêng được. Giờ thí dụ bên kia nhà người ta có con trai một à. Người ta muốn ở chung thì sao? Mới hù chút mặt xanh lét. Bây giờ mình hỏi người nhà coi là đúng rồi. Có người nhà ở đây không? Chưa, dạ, thấy có. Căng rồi đó. Em đi cùng với anh rể và mẹ ruột đó. À, trời có ơi, mẹ đi đó với hả? Mẹ. Dạ. Dạ. À, chào cô ạ. Chào cô. Chào MC Quỳnh Linh ạ. Dạ, chào cô. MC Ngọc Lan. Dạ. Thì hôm nay mẹ cũng cảm ơn chương trình để cho mẹ cô nó có cơ hội đến đây. Cô có một mình thằng, có một thằng trai à? Dạ. Mà giờ lấy vợ ở Sài Gòn sao cô? Cái đó là cô cũng không quan trọng. Thích giờ tuổi trẻ là nó thích ra ngoài sống nó thoải mái hơn. Cô cũng không ép là làm dâu cô đâu. Dạ. Nhưng thật ra thì cô gái này không phải là không chịu, nhưng mà nhiều khi là còn nhỏ quá, cho nên là chưa có hình dung được cái chuyện làm dâu. Thật ra làm dâu giờ khỏe lắm con. Dạ. Làm dâu mẹ chồng á là giữ con giùm nè. Đúng rồi. Đưa con đi học nè, cho con ăn giùm nè. Trời ơi, nói chung mẹ chồng giờ ông bà nội là rất sướng. Đúng luôn rồi. Thật sự luôn á. Khoái, đỡ quá sợ. Quá tuyệt vời luôn. Đỡ sợ rồi, cười tươi rồi tôi. Cảm ơn cô nhiều. Con bé nó sợ dữ lắm. Cô chỉ mong muốn cho hai đứa được hiểu nhau và sống cho nó hạnh phúc là được rồi. Là dạ. Cô mỹ mãn lắm rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến nhà gái nè, em đi với ai? Dạ đi với bạn. Dạ con chào chú Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan ạ. Em là Yến, là bạn thân của Phương ạ. À, thì bạn em là một người bạn là khá hiền ạ. Em muốn hỏi là anh có hay gọi là vô tâm không anh? Dạ không, tuyệt đối không. Anh mà thương thật lòng luôn thì không quan tâm hết mình luôn nè. Tại vì bạn con thì bạn ít nói, bạn khá là nội tâm nên bạn trai mà hơn, nếu mà gặp một bạn trai mà vô tâm nữa thì rất khó là đi lâu dài đó chị. Ừ, đúng rồi. Em thấy là anh bên này cũng ok. Phương có thể cho anh cơ hội để có thể tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Mở rào. Anh có muốn quà tặng em? Dạ. Cảm ơn ạ. Thì anh tặng em bó hoa bông hồng này. Anh mong cho nếu mình có cơ hội tìm hiểu nhau á, thì mong cho tình yêu của nó đẹp như bó hồng này. Dạ. Rồi bạn gái tặng cho bạn nam gì á? Em tặng bộ chăm sóc cá nhân. Mỹ phẩm hả? Mỹ phẩm. Trời quá trời tinh tế rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Thì anh thấy em cũng hiền dịu mà có vẻ trầm tính á. Em thấy anh một người cũng hay nói lắm. Ý là tại sao lại chưa tìm người mà quen lâu khỏi mà một chút á? Có thể không có hợp, tìm hiểu sâu hơn thì có thể không hợp thì mình thôi. Không có theo như mẫu người mình muốn tìm. À dạ. Giờ em thấy mẫu người đó được chưa? À, em thì trước tiên thì em thấy bạn này cũng hiền dịu. Chỉ là thấy em mỗi cái hiền dịu thôi. Hiền dịu và bé biết lo lắng quan tâm vậy đó. Hẹn hò nhau thì mình có thể vào cuối tuần. Khoảng cách đi vậy thì anh có đi xuống với em không? Đi xuống với thành phố không? Thời gian thì đầu thì mình cũng nên anh xuống cũng được. Xuống xong rồi nếu như mà quen lâu thì em phải đi lên với anh hả? Đúng đi rồi. Lên trên anh. Thì em đi đâu thỉnh thoảng lại về chỗ anh cũng được. Cho có qua có lại. Trời ơi, xéo mình phải... Tôi không có chịu chỗ này à. Để tôi ngồi tôi nhảy nhõm từ nãy giờ. Ý là lâu lâu á, ý là về nhà là lâu lâu cho biết nhà đâu. Thì được. Chứ không phải là anh chỉ lên có lại gì đó. Đôi khi mình xuống cả đời luôn. Dạ. Mình con trai, cái đường xa thì mình là cái người chủ động đi nó. Cái thứ nhất nó an toàn hơn. Cái thứ hai mình cũng ga lăng hơn nữa, đúng không? Thông cảm nhà trai tôi, nãy giờ thấy nhà gái cũng xinh đẹp, dễ thương. Nhà trai quyến bị khóc, dễ thương quá nên nó hơi rối chút xíu. Có cơ hội tìm hiểu nhau á, mà hợp á, thì mình có thể tiến tới trong năm nay cũng được. Năm nay cũng được. Trong năm nay đó, ý em là sao? Có thể tìm hiểu vài tháng học chơi vài trong tháng năm thôi. Nay cũng được. Ý mong muốn của em là phải hết năm nay. Hết năm nay cũng được mà. Thì sang năm cũng được. Cũng gần thôi thì tối thiểu là... Nói chung là trong vòng 2 năm đổ lại. Trong vòng 2 năm đi, 3 năm sau. Nhanh hay không là do em á. Đúng. Nếu mà người phụ nữ thấy tình yêu của em đủ lớn rồi đó,
người ta đủ tin tưởng rồi là người ta đồng ý ngay, đúng không gái? Đúng rồi. Đó, vậy thôi, hiểu không? Rồi bây giờ tiến tới nào, nắm tay bạn gái. Cho phép anh nắm tay chứ không phải bắt tay bạn bè mà khách hàng đâu. Nắm tay. Thấy em cao. Hồi với nếu đi quốc chắc cao mà. Tự nhiên hỏi thấy sao kêu. Anh thấy em cao. Ta nghĩ sao tao nói vậy mà. Dạ. Tình yêu nó thấy hiền. Thì mình cứ có duyên tìm hiểu nhau thì mình cứ cho cơ hội tìm hiểu nhau thời gian đi. Đó. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Rồi thôi về ghế đi, đủ rồi. Nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa đi. Nếu phải, đây là người một nửa yêu thương của mình, mình cảm nhận đúng như vậy thì hãy bấm nút. Còn nếu mình cảm nhận không phải đâu, người này không phải, thôi bỏ qua, đừng bấm nút. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Không phải, kiểu như không kịp. Bấm không kịp. Có bấm không? Có. Có bấm, có bấm, bấm vô. Trời ơi. Bấm không kịp nữa. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi. Nào, hãy nắm tay, xen tay vào với nhau nào. Đúng rồi, đó. À, mẹ ơi, mẹ thấy con dâu tương lai của mẹ như thế nào? Mẹ thấy bạn gái bên đây thì rất là hiền lành, dễ thương. Thì mẹ cũng mong cho hai con tìm hiểu nhau và sâu hơn để nhanh, mẹ nhanh có con dâu. Dễ thương quá. À, bây giờ là coi như ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình á, mình nói gì thưa hai bác? Hôm nay cho phép tụi con tìm hiểu và hứa hai bác gì đó. Dạ. Đó, nhìn đó nói đi. Thì con xin chào hai bác đang xem qua màn ảnh nhỏ ạ. Thì con mong bác cho con hai con được cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn, tiến tới hôn nhân trong năm nay là qua năm cũng được ạ. Em tên là Hà Vũ Nhân, 35 tuổi, quê ở Bình Thuận. Em là nhân viên kỹ thuật bảo hành. Mình giới thiệu với. Dạ, em tên là Minh Ánh, tuổi thì em xin giữ bí mật đấy. Em muốn bạn trai đoán. À, chút xíu nữa bạn trai đoán phải không? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Hiện giờ em đang là nhân viên pha chế ở quận Nhất. À, làm trong quán bar hay quán cà phê hả em? Dạ, nhà hàng chị. Nhà hàng. À, mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình. Thoải mái lên, tự tin lên, nói lớn lên. Em thì cũng biết nấu ăn, nhưng mà không biết người ta ăn được không. Cũng biết cắm hoa, biết làm bánh lăng, cũng biết ca hát. Biết ca hát. Làm câu đi em, cho nó sung lên. Anh ơi, anh nắm tay em đừng ngại ngùng, đi bên nhau đến cuối chân trời. Xung quanh ta có bao nhiêu điều tuyệt vời, xin cho anh với em mà thôi. Hết rồi. Nghe vui ha. Dạ. Bạn có những ưu điểm gì, những khuyết điểm gì, những cái tài lẻ gì có thể giới thiệu luôn cho bạn bên kia biết? Ưu điểm của em thì cũng hiền, vui vẻ. Ồ, khuyết điểm thì hơi kỹ tính và chỉnh chu chứ. 35 tuổi là cũng tuổi đã lập gia đình có con cái rồi, sao bạn vẫn bị ế vậy? Dạ, thật ra thì em cũng đã trải gần đây cũng hai mối tình rồi, chia tay cũng được gần một năm. À, mà lý do tại sao chia tay? Nhà bạn gái thì cũng không thích cái tuổi. Chị tuổi à hả? Dạ. À, mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có một mối tình chính thức về mấy cái lẻ tẻ. Mối tình chính thức đó quen được bao lâu? Dạ, 3 năm. Chị quen 3 năm mà tại sao không tiến tới được hôn nhân? Dạ, tại người ta muốn lập nghiệp ở quê. À, thì bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Hiền lành, không lười biếng, công việc ổn định, hài hước một xíu. Hài hước một xíu, đúng rồi, vui lên, cho cuộc đời nó vui lên đúng không? À, lãng mạn một xíu. Bạn trai có lãng mạn không? Dạ, cũng có ít. Bạn có tài lẻ như ca hát không? Dạ, cũng có biết hát một tí. Rồi, hát một tí nghe chơi thôi. Cho bên kia nghe kìa.
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm dấu vết chân em qua bao nhiêu lần. Lời dù đan ngón tay buồn ngàn năm cho giá băng hồn. Tuổi gầy nông lên màu mắt. Bạn muốn tìm người bạn gái như thế nào? Bạn gái đó thì biết chia sẻ chung thủy, gọn gàng. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Có mẫu người lý tưởng nào không? Cao cỡ 1m50-60 được không được? Cao được nhiêu? 1m50 chị. 1m50 hả? Để anh Quang coi coi khoảng 1m50-60 gì đây. 1m50. À, chào em. Anh ở bên kia cũng ít nói, em cũng ít nói như vậy. Rồi giờ tính sao? Không, em không có ít nói đâu, tại rung quá. Rung quá hả? Nãy giờ muốn xỉu rồi. Đừng có xỉu nha. Có ai làm gì đâu muốn xỉu. Rung quá. Rung là hồi hộp gì anh kia ha? Là rung nghĩ gì? Hồi hộp rồi, không biết anh kia sao vậy hả? Dạ. Em tưởng tượng anh kia thế nào? Cao em, mặt hiền hiền. Còn gì nữa? Không nghĩ ra luôn. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Hình mẫu nào đó? Dạ, như Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Rồi, đơn giản vậy ha. Ồ, mặt này đẹp trai chứ bộ. Giống cỡ Lương Thế Thành chứ đâu có vừa đâu à. Trời ơi, em chắc không cao bằng Lương Thế Thành. Điểm nào em không thích ở người phụ nữ? Nói chung là lẩm thẩm không gọn gàng chị. Em có tật xấu gì không? Thì tật xấu ít nói. Nói câu dài dài chứ có nói gì cục cục cục. Câu nào trả lời câu đó giống như điều tra xét hỏi vậy. Giờ để dành dụm được nhiêu rồi? Cũng được vài chục triệu lấy vợ. Vài chục triệu lấy vợ. Thấy thật thà. Trai dễ thương quá trời luôn mà sao cái này khó quá, hai người này sao đây? Rồi do hai người thôi, bây giờ mình thấy hai người gặp nhau biết đâu à. Nhìn nhau người ta nói nhiều hơn sao đúng không? Có đi với gia đình không em? Dạ em đi với bạn em, bạn đồng nghiệp em. Rồi chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Mình thấy cái bạn trai bên đây thì cũng hiền. Mới chỉ là gặp nhau thì mình cũng chưa thể nào nó nói hết được. Cũng phải có cái thời gian đó. Dạ xin hết. Rồi cảm ơn chị. Em có đi với ai không Cương, em trai? Dạ em đi với chú em, là gia đình chú Tám với chú Chín, với là em họ. Dạ chú Tám thấy sao chú? Dạ chú Chín. Chú Chín thấy sao chú? Tôi thì nãy giờ quan sát thì thấy cháu gái bên này cũng được, cũng vui vẻ, cũng có nét hiền. Cháu Nhân có một cái phẩm chất rất là đặc biệt là cháu rất là hiền, ít nói, nhưng mà rất là quý trọng những người xung quanh, sống hòa đồng. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Chín. Sao chú Tám, ý kiến sao chú Tám? Trước tiên thì chắc có lẽ là xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Về cô bé bên đây thì nói chung là cũng rất là hiền, có công việc ổn định. Còn cái việc mà quyết định hay không thì do giờ hai cháu sẽ gặp nhau rồi sẽ có cái nhìn ban đầu cảm tình như thế nào đó thì hai cháu quyết định. Rồi cảm ơn chú. Rồi kéo màn, chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau nha. Nào, đó nói chuyện đi. Tăng em mất hoa. Lần đầu em gặp anh thì em cảm nhận thế nào? Anh nhìn hiền dễ thương. Anh có đoán được tuổi em không? Em thì chắc cả 6-7 tuổi gì không. Em 30 rồi. 30. Em muốn hỏi là khi mà hai người có chuyện mâu thuẫn á, khi mà tranh cãi với nhau á, thì ai là người làm hòa đầu tiên? Bạn trai thì nên chủ động làm hòa trước. Dạ. Giờ em đang run quá, làm sao em hết run? Làm sao hết đúng là nắm tay của ấy cái. Là nắm tay của ấy nó em bớt luôn thì anh cái đi. Nắm tay vô. Rồi em bớt luôn. Từ từ đứng nhìn thẳng vô mắt nhau nói em bớt luôn giùm anh cái. Nói đi hai người. Nắm tay sao buông rồi? Nắm chặt vô. Đừng có buông, nắm vô. Đó đứng y nguyên nhìn thẳng vô mắt nhau. Đứng khoảng độ chừng á nửa tiếng coi có thấy gì không? Nhìn vô. Rồi cái đây cho 2 phút. Không, hồi thì cãi tôi muốn cho mấy phút, tôi cho. Đứng im ở nhà để tôi tám chín nhìn coi có hợp không. Hả? À, cho em về chỗ cũ. Trời đất ơi. Mất cỡ quá hả? Dạ. Nắm tay có thấy gì chưa? Thấy lạnh lạnh. Tim có đập gì chưa? Có đập sơ sơ. Đập sơ sơ rồi hả? Rồi thôi bạn gái nói một câu gì thì mình kết thúc. Thôi bỏ qua đi anh. Hai người này chắc động phòng cũng phải kỹ quá. Sao em? Nói lên cái cảm xúc của mình. Bây giờ lấy nắm tay sao mình cảm nhận, ánh mắt anh nhìn thấy sao, nói thật đi. Anh có nhìn em đâu. Em có nhìn ảnh không? Có. Em thấy sao? Thấy
lung linh long lanh. Lung linh long lanh. Thấy lạ quá nha. Thôi được rồi, thôi quay lại đi. Hai cái cục bột này. Đây, nút nha, suy nghĩ thật kỹ. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm mới quyết định nha. Suy nghĩ lại coi nắm tay nãy thấy cảm giác cái gì, nhìn nhau thấy cái gì. Quyết định từ con tim, giống như chú 8 chú 9 đó. Giao quyền quyết định cho con rồi đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn trai không bấm? Tại vì em phải có cái ấn tượng đầu tiên. Em rất là quan trọng cái ấn tượng đầu tiên. Chưa thấy ấn tượng lắm đúng không? Dạ. Chưa phải là một nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ. Bạn gái thấy sao? Cũng hơi buồn một xí. Nhưng mà cũng mong anh tìm được một nửa của anh. À, anh chúc em được một nửa của em. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả, em tên Vân Anh. Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại. Quê em ở đâu? Em ở đây chị. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Đại Xuân, năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập thể hình quê anh Sài Gòn. Quê Sài Gòn luôn, ở quận mấy? Ở quận 9. Bạn tập thể hình lâu chưa? Dạ, cũng khá lâu. Khá lâu, tướng vạm vỡ ha. Hả? 6 múi á. Em có thích bạn trai vạm vỡ không? Em thích một múi chị. Vậy là thích giống như anh Quyền Linh vậy đó. Dạ. Đây thích có một múi thôi, có thích 6 múi nha. Dạ. Dạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua 3 mối tình. Quen ít nhưng mà để quên người đó lâu. Bao lâu mới quên? Khoảng 2-3 năm. Vậy là một người chung thủy. Bây giờ còn nhớ người kia không? Dạ hết. Rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào? Dạ, người bạn của em thì nói chung ngoài ngoại hình em nhìn đẹp là được rồi. Cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao. Nói chung em để nhìn đẹp là được. Đẹp là sao? Theo em quan điểm đẹp là sao? Nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được thôi. Chung em nhìn em mới biết được, chứ còn giờ nói diễn tả cũng hơi khó. Nhưng mà cái nhãn của em sao? Dạ, có thể là bạn đó hơi cao, ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Chúng mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi. Nếu mà người ta chơi xấu cũng không sao chứ đúng không? Đúng rồi, mình nhìn đẹp là được rồi. Mấy người mà không có cái miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm. Đúng không? Bạn gái, bạn tìm mẫu người như thế nào? Em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút, nhìn chín chắn một chút xíu. À. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hả, chắc bành bậy tưng bừng luôn á. À, rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Là phụ nữ thì ai cũng thích, không thích là đàn ông gia trưởng hết. Ngoại hình là đơn giản chỉ... Nói chung thì em thích gọn gàng, cao hơn em được rồi. Thân em thì 3m bẻ đôi chị. Mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á. Bên đây cao hơn nhiều đấy. Nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em thì mới có 2 thôi. 2 thôi. Ở chia tay mối tình sau này bao lâu rồi? Dạ, cách đây khoảng hơn 1 năm. Mình còn vương vấn gì giống như... Đã qua rồi chị. Thì mình tốt nhất mình nên tạm gác lại, mình không nên nhớ nữa. Bây giờ nếu mình tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi. Cũng không còn quá nhỏ nữa mà mình cứ lông bông nữa thì... Khoảng 1 năm hoặc 2 năm nếu mà hợp. Dạ. Rồi, để chị hỏi bạn trai coi khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha. Dạ, em chào chị. Chà, cái này ai nói 6 múi. Cái này 1 múi đó. Được hả? Chị muốn mấy múi, không có mấy múi được. Chị đâu có muốn. Bạn gái này muốn chứ chị muốn làm chi. Khỏe hả? Khỏe. Chắc cho hít đất cái mở hàng cho nó nóng người cái đi rồi nói chuyện. Được không em? Dạ được chị. Làm đi em. Nhỏ mà. Chị khoái mấy cái vụ hít đất rồi lắm. Coi người ta hít á, tại chị hít không có được. Bao nhiêu cái vậy ha? Hít khoảng 200 cái đi em. Tùy hỉ. Hít sao mà anh thấy là... 1 2 3 Cái này hít hơi ăn gian đó. Chưa có xuống xác nha. 7 8 Dưới đếm với mình đâu có đếm đâu. 10 11 12 20 đi. 14 15 16 17 18 19 Đủ chưa quý vị? 20 Khỏe luôn.
Cười ha. Cười ha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là con người thời gian đúng thời gian. Hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc, chưa bao giờ em đến trễ giờ. Thứ hai là trong cuộc sống thì em có thể em quản lý tiền bạc cho gia đình rất là tốt. Điểm của em là em sống hơi thực tế. Có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định thì nó mới tốt được, chứ em không có mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng mà vẫn có gì đó nó phải ổn định hơn. Mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi? Chung bây giờ em mới lo cho gia đình em được. Em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được? Dạ, nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau. Vậy thì có vợ về thì mình cũng sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao? Dạ đúng rồi. Nhà mình con trai, em con trai mấy? Dạ, mấy dạ con mấy? Một. Rồi ok, cảm ơn em. Không, anh nghĩ bạn trai là người rất điềm đạm, rất chung điềm thủy đạm đấy. Rất là chín chắn, điềm đạm, có hiếu. À, chào dạ, em gái, chào. Rất là dễ thương. Bạn trai em đây có vẻ hơi hiền, hơi tính truyền thống chút xíu. Truyền thống hả? Tức là muốn những cái gì nó phụ nữ là phải kính cổng cao tường, không có hiện đại quá gì đó. Dạ. Còn tính của em sao? Tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi. À, là hiện dạ đại hả? Đúng rồi. Em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó. Em thì rất là năng động. Quậy tưng luôn mà đúng không? Tưng luôn á. Ồ, hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống thì truyền thống chứ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì tùy môi trường, tùy có hoàn cảnh. Vậy thì làm dâu em có đặt nặng vấn đề này không? Làm dâu hả? Em cũng không có đặt nặng lắm. Nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó. Miễn là ăn thua mình có muốn, mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi. Tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chu toàn được hết như mọi người. Em không thích gì người đàn ông? Phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà. Thứ nhất á là lăng nhăng, thứ hai là gia trưởng và vũ phu. Đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết, nói chung cũng phải biết chăm săn sóc. Tại em thì gia đình em, ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo lắm. Nhõng nhẽo đúng không? Dạ. Anh thấy anh này có đức tính cũng tốt đó em ạ. Chung thủy nè, điềm đạm nè, sạch sẽ, ngăn nắp, đúng giờ. Nếu mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đến trễ lắm. Có vấn đề thôi, gì không? Thôi chú khỏi ngay vụ đó đi. Dù đến trễ gì, dù làm dâu á ha. Dạ. Đó, hôm nay mình có chuyện mình đi với Khai đi theo ủng hộ em không? Dạ có, em đi với chị em với hai đứa em của em ạ. Rồi chào chị. Chào chị Cát Tường, chào Hoàng Linh. Rồi em thấy chàng bên đó với Vân Anh thì như thế nào? Dạ em thấy rất là manly, rất là xứng với Vân Anh luôn ạ. Thấy hợp với bạn em của em không? Dạ hợp. Nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh Linh nói đó, muốn tìm một người truyền thống vậy thì em thấy là Vân Anh có phù hợp không? Này ổng nãy em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống, nhưng mà anh nói. Linh nói không có nói, anh cứ đó anh nghĩ thôi. Anh Linh nghĩ. À không, mà nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị. Chủ yếu là hai người hiểu nhau và hợp nhẽ của anh là anh sẽ ok rồi. Nhưng mà em Vân Anh dễ thương lắm anh. À, cảm ơn em. Hôm nay em đi với ai? Em đi với ba bạn cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ. Rồi chào em. Dạ em chào anh Linh, chào chị Tường. Rồi, chào bạn. Chào quý vị trong trường quay cùng quý vị xem qua truyền hình. Dạ em là Công Tuấn, là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ thì anh thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không? Dạ Xuân ơi, thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó Xuân ơi. Nhưng mà còn về cái Xuân nhìn thấy thế nào là do mắt của Xuân thôi. Rồi cảm ơn bạn. Thôi rồi, bây giờ là kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thôi. Gặp nhau trò chuyện nha để hiểu hơn. Rồi mời bạn. Nhìn mới của em vui vẻ. Cái tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao? Nó có khác. Em tưởng anh sao nãy sao lúc thì anh nói là 6 muối, lúc thì 1 muối nên em bị hỗn loạn. Nói chung mình muốn mấy muối cũng được hết trơn này. Nhưng em thích 1 muối à, em thích nó tròn tròn. 1 muối còn dễ hơn chứ. Dễ hơn. Còn anh thì anh đánh giá như thế nào? Chung là hơi bất ngờ về ngoại hình mà đẹp. Chứ mình nhìn đẹp là đẹp rồi. Còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ. Có một mình mẹ thôi rất là dễ. Việc nhà anh vẫn hay làm được. Anh có ngại khi phụ giúp công việc nhà, ví dụ sau này anh... Chung anh sống với mẹ anh vẫn phụ mẹ bình thường mà. Có ngại vấn đề đó không? Không có ngại đâu anh. Thiệt không? Thiệt, anh đi chơi bạn bè vẫn vô rửa dáng bình thường mà. Cái lỡ mà ví dụ em đi chơi, ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn. Cái quan điểm về tài chính lúc đó thì như thế nào?
chung mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi, còn không có anh sẽ không đi được. Dù có tiền mới mời chứ. Có mời anh mời nha, còn nếu em mời là khác rồi, đúng không? Nói chung anh mời anh phải trả rồi, đó là điều hiển nhiên rồi. Còn nếu em ấy mời thì sao? Mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh? Đó. Như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt, nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đón giờ, nghĩ là tiết kiệm nó hơn. Em thì về quản lý chi tiêu em cũng khá ok, nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chán. Chung mình sẽ có mỗi khoản khác nhau, một khoản đi chơi là sẽ có một khoản riêng, không bao giờ xài lỗ. Rồi bây giờ mình nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm. Nói chung là cảm xúc của em bây giờ là có, nhất là có cảm tình với bạn. Mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa. Hy vọng là bạn sẽ cùng mình tìm hiểu. Bạn gái em muốn nói gì nữa? Em không biết nói gì hết chưa? Thôi, chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha. Nào, một. Hãy làm theo những gì cô team mình mách bảo các bạn nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, hãy nắm lấy tay nhau. Hãy hôn nhau để đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau. Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy. Không, để ngày sau đi. Để ngày sau gặp nó thoải mái hơn. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm chặt tay nhau nha. Nắm tay nhau, dắt nhau đi xem phim đi hai bạn. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy và chào quý vị khán giả. Em tên là Thu Hằng, còn mấy tháng nữa là sinh nhật lần thứ 29 của em. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm thiết kế đồ họa. Rồi, 29 tuổi làm thiết kế đồ họa, mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Gọn, hiện đang làm trưởng phòng công tác ở một công ty chuyên phân phối và nhập khẩu máy điều hòa không khí. Quê em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long hả Gọn? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 33 tuổi. 33 tuổi. Có mấy mối tình rồi Gọn? Em có một mối tình nhưng mà không chính thức, cách đây cũng khoảng hơn 4 năm rồi. Gọn có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết làm công việc gia đình. Khuyết điểm của em thì chắc là do em hiền quá thôi. Gọn hơi hiền, cũng hơi nhút nhát. Nãy giờ anh ấy ngồi bên đây anh rất là run. Nói nhỏ quá à. Đúng không Gọn? Dạ. Bây giờ thì cô gái bên kia cho tôi biết rằng cô đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà cũng lâu rồi chị. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, biết làm một số loại bánh như bánh lăng, bánh quy. Biết may vá, em thích may rèm cửa hoặc là áo gối cho nhà sử dụng á. Dạ, em cũng hay trồng mấy cây rau nhỏ trên ban công á, để lâu lâu mình lên ngắm cảnh thì có khi nào muốn sử dụng thì hái mình ăn luôn. Hái trồng ăn luôn, rau sạch luôn. Dạ. Hay quá ha, coi như là nữ công gia chánh. Dạ. Đó là ưu điểm, còn có những cái khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em nghĩ là đôi lúc thì em nói chuyện hơi thẳng tính á, nên là có thể làm mất lòng một số người. Cái khuyết điểm thứ hai là hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ. Có trưởng phòng bên đây rồi, khỏi sợ. Trưởng phòng dưới tay mình có lính nhiều cô gái không em? Dạ, lính của em thì chỉ có nam thôi. Nam thôi hả? Dạ. Bao nhiêu nam? Dạ, khoảng 17-18 người. Mà giờ còn muốn kiếm một người bạn gái như thế nào? Thì em thì cũng không có đặt ra tiêu chuẩn gì quá cao cho bạn gái. Chỉ cần là bạn đó biết quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống, yêu thương và quan tâm với mọi người là được ạ. Đơn giản, chiều cao, chiều thấp như thế nào không? Dạ, em cũng không có đặt tiêu chuẩn gì mấy về ngoại hình. Chà, cô gái bên này hơi cao á nha. Thế tiêu chuẩn bạn đặt ra tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, nếu mà càng cao thì càng tốt chị. Bạn cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 ạ. 1m67? Chà, vậy anh bên kia phải tầm 1m70 đổ lên ha. Hơn. Hơn không? Bên đây chín mấy rồi. Cái gì? Đứng bên ghế á. Bạn hình dung ra ngày hôm nay bạn gặp cái người bên kia như thế nào? Có thể là một anh nhìn đâu có đôi mắt hiền, nhìn chất phác. Nói tính tình thì điềm đạm. Nói chuyện thì gần gũi, bình dân. Em thích những mẫu người như vậy. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai?
Em không thích là bạn nam đừng có keo kiệt quá, với lại đừng có cọc cằn quá. Ví dụ như có chuyện gì á, thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ để giải quyết, chứ đừng có la lối hay là quát tháo thì em rất là sợ. Anh này không có cọc cằn, không có la lối đâu em. Nếu mà được thì bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là mình cảm thấy tình cảm đủ lớn để tiến tới hôn nhân là được chị. Trời, được rồi, để chưa qua thì coi anh kia coi. Đàn gái qua coi mặt đàn trai. Chào chị. Rồi, chào anh. Dạ. Thì phía anh thì bao lâu nữa thì anh sẽ tiến tới hôn nhân được? Theo em thì khoảng 1 năm. Còn vấn đề còn lại là tùy thuộc vào hai người tìm hiểu. Anh hình dung cô bên này như thế nào? Có đáp ứng được những cái yêu cầu mà anh đang muốn tìm kiếm không? Nghe giọng nói thì em cũng hình dung được. Thì cô bên đó cũng chững chạc, hiền. Có điều gì anh không thích ở người phụ nữ đâu? Em thì chưa có mối tình nào chính thức, cho nên em cũng không biết là không thích người phụ nữ ở điểm nào. Mà anh có thích phụ nữ không? Dạ thích. Trả lời nhanh ha, không cần suy nghĩ. Ok, vậy được rồi ha. Trong 1 năm có thể tiến tới hôn nhân được ha. Anh bên đây cũng rất là chân thành, giống như những gì mà bạn gái đề ra. Ồ, dạ. Chào em. Một chàng trai miền Tây rất chất phác, nhẹ nhàng, dịu dàng. Dạ, em thích. Thích hả? Thích. Em thích. Anh này làm trưởng phòng nha, bản lĩnh lắm. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái hôm nay mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ, dì và hai em ạ. Ồ, có mẹ, dì nữa ha. Dạ. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường và chào quý vị khán giả. Dạ. Dạ, cô nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào ạ? Cô thấy thì cái bạn trai bên đây có vẻ là chín chắn, điềm đạm. Thấy cũng có vẻ là tin tưởng được á con. Mẹ thấy vậy đó. Cô có muốn gì hỏi con rể tương lai mình không? Chỉ hỏi một câu là nhà con có đông anh em không? Dạ, nhà con thì có 3 anh em trai. 3 anh em trai không hả? Dạ. Con thứ mấy? Dạ, con ở giữa. Ở giữa hả? Dạ. Nhà cô thì còn có mình mấy thằng thôi. Tự vì anh nó có gia đình thì cũng sống riêng rồi, có mình nó ở với cô thôi. Cái chuyện mà bếp núc mà dọn dẹp nhà cửa thì nó cũng chu đáo lắm. Nó ngay là nó cũng hiền, tánh nó hơi bướng một chút thôi, nhưng mà không sao hết á. Khi mình nó bướng lên con bỏ đường vô là nó hết rồi. Hay quá, mẹ chỉ đường hay quá. Thấy chưa, có người chỉ đường đi nước bước luôn. Nói gì với cô trai đi. Nói gì với cô đi. Dạ thì lần đầu tiên gặp mặt thì con cũng xin phép cô cho hai đứa con được có cơ hội để tìm hiểu. Rồi nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến xa hơn ạ. Cô cũng mong vậy, tự vì chương trình mà sắp xếp cho hai đứa lên đây cũng là cái duyên của hai đứa rồi. Thôi giờ hai đứa thì cố gắng ha. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô. Hay quá. Em đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em. Em gái? Em ruột hả em? Dạ, em họ. Dạ, chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ, rồi, chào mọi người có mặt trong trường quay ạ. Em chào chị. Em chào em. Dạ, anh ba thì ở nhà rất là hiền, hiền lắm luôn. Được cái là anh rất là chu đáo với lại quan tâm mọi người xung quanh. Thì em thấy anh với chị cũng hợp. Cảm ơn em. Chị cũng dễ thương lắm. Rồi, như vậy là được rồi. Thôi mình kéo màn lên đi. Rồi, kéo màn lên. Tất cả mọi thứ mọi người đã hướng dẫn hết rồi, ủng hộ hết rồi. Ăn thua hai bàn thôi. Kéo màn. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Cảm ơn. Em cũng có món quà muốn gửi anh. Thôi, ta trò chuyện với nhau đi các bạn. Em thì có thích đi du lịch không? Dạ có ạ. Em thích đi mấy chỗ mà nó thiên nhiên mộc mạc này nọ thì em thích hơn. Thường cuối tuần thì em nghỉ thì em làm gì? Cuối tuần thì nếu mà em rảnh thì em hay đi uống cà phê với bạn. Còn không thì đi mấy chỗ ở ngoại thành á. Có thích đi xem phim không? Dạ có. Cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình kéo cái màn lên, mình gặp và mình thấy đối tượng bên kia giống như có đúng như cái mình mong muốn, cái hình dung của mình nãy giờ không? Cũng giống ạ. Em thấy anh cũng rất là hiền, nhìn cũng chất phác, giống mẫu người em tìm. Cái cảm nhận rất là quan trọng. Hai bạn đứng lên đi. Hai bạn đi xích vào đây. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Rồi, các bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Quan trọng là cảm nhận thôi, tất cả mọi thứ đã tốt đẹp hết rồi. Các bạn cảm nhận xem có phải là của nhau hay không. 30 giây. Đó. Truyền điện qua nhau chưa? Có điện gì chưa? Cảm nhận thế nào? Rồi, mình nói đi. Bạn trai nói đi. Bạn trai hiền quá thì bạn nữ nói gì đi. Em nghĩ là mình đã bao nhiêu năm qua mình không tìm thấy nhau, hôm nay mình đã gặp được nhau. Em hy vọng là kể từ bây giờ mình sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Nói đi bạn trai. Thì anh nghĩ thì mình cũng nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi ông này ông nhát quá anh Linh rồi. Anh phải chỉ ổng vài chiêu sao. Này sao giống đám cưới luôn á ta. Bạn gái nói hay quá mà.
trưởng phòng mình mới nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Tỏ tình một câu gì, có bạn gái nói hay quá mà em. Trời ơi, bữa nay anh gặp em tự nhiên tim em thế nào, em thế nào đó. Ủa, có cái quà gì chưa tặng bạn gái hay gì bên đó vậy? Anh có cái... Đứng đây nói quà cũng quên nữa hả? Dạ không quên chị, cái này là để phút cuối cùng, phút 89 vậy. Bây giờ 89 rồi đó, bây giờ là 89 rồi đó em. Thì cái này anh gửi tặng em thì... Cái gì vậy? Thì cũng mong là em chấp nhận. À. Ông nhát quá, ông không dám nói, ông phải viết ra sớm. Thôi được rồi. Được rồi, ngồi đi đi bạn. Dù có nhát nói không được mà viết ra được là cũng được rồi. Sau 30 giây các bạn nhìn thẳng mắt nhau và cô gái đã nói điều gì, hãy nhắm mắt lại tưởng tượng. Quan trọng là hai con tim cùng chung nhịp đập hay không. Chuẩn bị, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay rất đẹp các bạn. Một ngày tốt lành, một hình ảnh rất là tuyệt vời, rất đáng nhớ. Và các bạn hãy có nhấn nút hay không. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ nắm tay nhau được rồi đấy. Xin phép mẹ hôn bạn gái cái đi. Dạ con xin phép cô để cho con được hôn tay em. Thấy trẻ là hạnh phúc của mình, xúc động quá. Cô cảm thấy như thế nào cô? Mẹ đang rất là xúc động. Dạ cô thấy. À cô thấy thì cô cũng ân tự vì cô thích thằng nó quen người lớn tuổi hơn chút, cho nó điềm đạm chín chắn chứ tánh nó thì còn nít. Dạ. Đó. Vậy là vui cô ha. Dạ. Dạ cô đồng ý. Cũng hy vọng là sẽ sớm nhận được thiệp báo tin vui từ phía gia đình. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Nắm tay nhau thật chặt nha, không buông nhau nha, ra nha. Đây con gà, 5 con gà. Rồi, dẫn nhau đi xem phim. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời em ngồi. Quá dữ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong Trần Nhật Quay ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Xin tự giới thiệu, em tên là Trương Thị Thủy Tiên. Năm nay 26 tuổi, hiện đang làm giáo viên công tác tại trường Trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ. À. Dạ, quê em ở Bình Phước ạ. Bình Phước, rồi dạy tại Bình Phước luôn. Dạ. À, hôm nay xuống đây tham gia chương trình. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lý Trực Thể. Em làm nghề gì thế? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh sổ số Vietlott. Bao nhiêu tuổi em? Dạ, 31 tuổi chị ạ. Dạ, em sinh ra lớn lên Đồng Nai và đang làm việc ở Sài Gòn ạ. Thấy cầm cây đàn, hát bài luôn. Hay quá. Sơn tụ luôn. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng. Dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán thang. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Em thấy hợp hợp với chị, em thích hát. Hả? Vậy hả? Dạ. Bạn nữ thích hát. Nhà trai nghĩ sao? Dạ bạn hát đi rồi mình sẽ đơn ạ. Dạ vậy thì để đáp lại bạn bên kia thì mình xin gửi anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả một ca khúc được mang tên Thuyền Hoa. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta giữa khôi bụi. Trên sông dài thuyền hoa sông, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Lỡ trớn hả?
hơi cao đúng không? Bên đó đờn được đúng không anh Linh? Cũng được. Cũng được. Nhưng mà rồi, đôi khi đờn với hát nó cũng không đi chung với nhau. Đó. Bạn có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người, biết lắng nghe và chia sẻ. Ai mà có chuyện buồn gì là cứ tới tìm em tâm sự. Rồi tới hỏi em có chuyện buồn thì em tâm sự với ai? Em giấu mình. Trời ơi, sao vậy? Bây giờ mình phải chia sẻ cho bạn trai mình để mình hết buồn, đúng không? Những cái điểm yếu của em là gì? Dạ, nhược điểm của em là rất là sợ ma, nhưng mà thích coi phim ma. Rồi vô đó lúc mà con ma xuất hiện sợ quá là làm gì? Dạ, che mắt lại cho nó đi rồi coi tiếp. Vậy thôi, đi coi phim ma làm chi? Đi coi phim ma mà thay cái con ma che mắt lại coi phim ma làm chi? Rồi cô giáo cũng dễ thương, năng động, hòa đồng. Tại sao lại chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình? Ai mà ví dụ muốn mà tới tán tỉnh hay gì đó với em là em phải, đầu tiên em phải nhìn cái chân trước. Chân sao em? Dạ. Ai mà mang dép tổ ong mà cái màu vàng vàng à, rồi chân mà không được sạch lắm, em thấy như là không được tôn trọng á, nên là em phải nhìn cái chân chứ. Bên chân kia sao anh Linh? Cái chân đen thùi lôi, thấy mà ghê. Chút tôi bắt lột chân tôi kiểm tra đó nha. Nhưng mà em ơi, tại sao vậy? Cái người ta mang dép tổ ong mắc mớ gì không thích người ta em? Tán tỉnh bạn gái thì trước hết mình phải tôn trọng, ăn mặc cái chỉnh chu một chút xíu à. Thì người ta ăn mặc chỉnh chu được rồi, cái chân liên quan gì? Nhưng mà nó sao sao à? Nói chung là cái chân mới quan trọng. Rồi sao nữa? Cái bàn tay thì được, đừng có để móng tay. Móng tay nhìn ghê. Trời ơi, chết rồi. Có một cái móng dài một thước mấy. Hả? Rồi, bây đó nãy giờ ta đưa ra những cái ưu điểm, khuyết điểm rồi. Mình nói luôn đi, cho bên kia biết luôn. Dạ, ưu điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều à. Ưu điểm mà nhậu nhiều nha. Cái đó chắc ưu nhọt. Rồi, ưu điểm gì nữa? Từ nhỏ đến lớn em là gọn gàng, sạch sẽ, quần áo ngăn nắp, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén em từ lập từ nhỏ. Bây giờ mình có tật xấu gì không? Em cũng hay nói, về nói một lần không nghe lời thai, rồi xong lời tự em dọn luôn. Đó không phải tật xấu đâu. Rồi. Bây giờ mình tìm người bạn gái thế nào nói luôn. Chung ai nhìn thấy được là ba mẹ em thấy được là em cũng được rồi, tại vì em cũng không quan trọng lắm ạ. Nếu dù ba mẹ em nó không được thì sao? Không, bây giờ quen ai giờ mẹ cũng không cấm ra. Thì quan trọng là do em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới bạn gái, mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. Chưa? Chưa hẹn hò lần nào? Dạ chưa luôn ạ. Vậy là đương nhiên chưa hôn luôn rồi. Dạ chưa. Ủa tại sao vậy? Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Lý do? Chưa, mình chưa có gặp mặt á, tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Nhưng mà mình có thích đàn ông không? Dạ có. Có hả? Muốn tìm người đàn ông như thế nào? Dạ muốn một người cũng phải cao một chút, tại vì em lùn cho nên phải cho đời con em nó cải thiện được chút xíu. À, đừng có hói đầu. Cái này được không? Dạ được. Mũm mĩm nhưng đừng có bụng phệ. Em không thích người nào mà ốm quá, nhìn không có sức sống, không có đủ khả năng bảo vệ bạn nữ. Ví dụ giờ móng tay anh để dài rồi sao? Giờ sao? Dạ về cắt đi. Anh không chịu cắt thì sao? Lén lén cắt. Đôi khi mình khó quá, mình kén chọn quá đó, mình gọi là mất nhiều, rất nhiều cơ hội nha. Dạ. Đâu đâu để tôi kêu anh cởi dài tôi coi cái chân coi. Dạ em chào chị ạ. Mang chi bích kính dữ vậy? Bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không? Sao chị biết hay vậy chị? Đúng luôn hả? Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Cởi ra cho tôi chiếc dài tôi kiểm tra coi, lẹ lên. Không, chân này sạch nè, mới cắt hả? Dạ sao chị biết vậy? Ủa cái gì cũng đúng luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi không được rồi. Dạ em đẹp em phải đánh đàn chị. À một bàn bên, bên này thì cũng cắt. Dạ. Mà điều vẫn có dính đất chút đỉnh. Rồi bên đây thì là để đánh đàn. Dạ. Cổ cũng thích hát. Dạ. Biết đâu mình dụ cổ thôi để anh để cái bàn tay này anh đàn cho em hát, biết đâu người ta cũng ưng. Dạ em sẽ cố gắng chị ạ. Cái mặt anh này tôi thích ghê, mặt anh vui vui ha. Anh cười coi. Cười. Dạ. Có ba lúc đồng tiền nha, mặt thì cũng đẹp trai lắm mà. Thôi được rồi mang dài vô đi, chút xíu gặp nhà gái. Được rồi. Nhớ thuyết phục cái vụ nha kia nha. Được được. Trời ơi dễ thương lắm em ơi. Bây giờ cho gặp người nhà đi. Mình đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ em ạ. Dạ chào chị cô Cát Tường. Dạ bạn trai bên bển sao cô? Nói chung là cái tiêu chí thấy được. Nè em trai chào bác gái đi. Dạ con em. Chào cô ạ. Cô cứ yên tâm đi, nếu như mà con mà mối quen được đi con gái của cô ở đây á thì con dám hứa nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương giống như cô yêu thương con gái của cô vậy đó. Cô có một câu hỏi hỏi con. Dạ. Nếu mà giờ con gái của cô nó còn yêu nghề mà nó ở trên xa đó, con có chấp nhận cho là vợ con ở trên đó dạy học còn con vẫn ở dưới đây cuối tuần con về như vậy, hay là con phải bắt buộc là con của cô phải về đây ở nhà trọ? Dạ không ạ, à. Quen là tin tưởng, nếu như có thì con sẽ tình con đi xuống dưới đó rồi xong con sẽ về ạ.
Chứ là sẵn sàng tới nơi luôn á. Hôm nay lực lượng nhà gái rất là đông đảo luôn. Nhà gái đâu? Đưa tay lên. Trời ơi, ơi. Đi cả xóm luôn hả cô? Dòng họ. Dạ. Nội ngoại. Nội ngoại ở đây ai lớn nhất nào? Dì ba. Bà đó, bà hàng xóm bà đi. Rồi cho bà họ nói câu coi. Thằng trai dạ. Được không? Thấy cháu trai như vậy đó là cũng được lắm. Cảm ơn. Nhà trai đâu? Rồi, dạ, em đi đâu? Xếp với mấy bạn trong công ty ạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Cát Tường. Em chào chị, chào bên phía nhà gái. Việc mà nếu như tiến tới hôn nhân với nhau á, mà có muốn một người ở trên Bình Phước, một người dưới Sài Gòn, thì bên con có thể tạo điều kiện là cho anh Thể lên phát triển thị trường trên Bình Phước, để cho hai người hỗ trợ tạo dựng mối quan hệ tiến lên lâu dài. À, nhưng mà bạn dạ. Nhìn thấy nhận xét bạn gái bên đây như thế nào? Dạ, được đấy anh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình chuẩn bị Sao? Anh Thể mà không đưa được chị nào về thì tháng này anh đừng nhận lương nữa. Chết trời ơi, áp lực chưa? Em cố gắng đừng để anh mất tháng lương tội nghiệp anh nha em. Kéo mà. Vậy chắc không phải cố gắng à. Cố gắng. Dạ. Mình chào anh. Ủa nãy giờ ở đâu tôi không thấy bóng. Dạ, cái này thì em tặng vậy? Cho anh Quyền Linh. Trời ơi. Hai cháu ở nhà em mới làm tới thi giờ. À, tặng cho hai cháu hả? Dạ. Quan tâm tới con tôi dữ ha, cảm ơn nhiều nha. Dạ, cái này anh trước khi gặp mặt anh có quà tặng em ạ. Cảm ơn ạ. Cái này là bạn Thể làm á hả? Dạ. Chú cha hay quá nha. Đây là một người rất là tỉ mỉ. Này cất đem gì cho con coi. Em thấy anh cũng vui vẻ, hoạt bát, biết đánh đàn. À, cũng được. Hai má lúng đồng tiền đó, đẹp trai không? Mắt to giống sao? Hàn Quốc. Anh thấy em như thế nào ạ? À? Thì nói chung anh không tưởng tượng ra được, em quá là dễ thương rồi. Dạ, cảm ơn. Ăn hò như thế nào? Lên Bình Phước gì đó làm sao? Nhắm lên mặt. Tuần lên mấy lần? Thì nếu như công việc em sắp xếp được, nói chung thì em thấy nhớ thì em sẽ chạy lên ạ. À. Em không biết vậy. Giờ giấc như nào mình sao công việc em xong rồi em sẽ thu xếp, em sẽ lên. Cũng khá xa đó anh ạ. À. Không sao đâu em ơi. Nhớ là cứ đi thôi ha. Dạ. 2-3 giờ đêm nhớ đi luôn. Dạ vẫn bình thường em. Nếu như mà em cho anh sẽ đi. 2-3 giờ đêm em chịu gặp anh đi liền. Rồi, thôi chuẩn bị bấm nút đi các bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn. Đây là giờ phút mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định một cái chuyện rất hệ trọng. Bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau. Có mẹ, có cả gia đình, có cả hàng xóm, có cả những anh em đồng nghiệp mình đang chứng kiến và bao nhiêu người đang xem mình qua truyền hình. Suy nghĩ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Ủa, em bấm mà nó không được. Từ từ em đừng nóng. Nghe nói hết thời gian, em bấm mà nó không vô. Rồi, nắm tay đi bạn. Nắm tay đi cưng. Xin phép mẹ hôn gái mẹ nha. Rồi, dạ thôi được. Quy định của chương trình. Cô ơi, con phép, xin phép à. Đó, mẹ đồng ý rồi. Má cho rồi. Cặp này là cưới lẹ rồi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng các bạn. Cảm ơn. Nhớ nha, nhớ báo tin vui cho chúng tôi nha. Bây giờ đủ bộ nè, có đàn, có vé số. Xin mời.